Rồi cuối cùng tôi cũng có một chuyến đi chơi gặp bạn bè đầy thú vị mà đáng lý ra tôi đã đi từ năm ngoái. Nhưng tới phút cuối do sự cố cá nhân đành hủy bỏ. Lần này thì người tới phút thứ 69 không đi lại là Hạ. Trước đây, đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ những gì không trọn vẹn vẫn có những thú vị riêng của nó. Nhưng không trọn vẹn lần này giảm đi một phần vui. Nhân vật chủ chốt đưa ý kiến rồi lôi kéo, dụ dỗ là NTN. Bởi En có lợi thế đang trụ ở chốn ăn chơi Las Vegas, mà bản chất con người thì xấu nhiều hơn tốt. Vì thế, vài người bạn còn liên lạc được đều đồng ý. Thế gian có câu, được vợ thì hỏng chồng. Riêng tôi thấy hai En là cặp đôi hoàn hảo. Vợ tung, chồng hứng. Cũng có thể ông chồng này có máu nể vợ. Tụi tôi là bạn của bác vợ mà. Nên mọi chuyện từ A tới Z, vợ chồng hai En lên kế hoạch, sắp xếp, lo toan. Tụi tôi chỉ việc xác vô vui chơi, lại còn được đưa yêu cầu, sẽ sẵn sàng đáp ứng. Vì thế, tôi mới có chuyến đến thăm người bạn già thân tình mà 30 năm qua tôi chưa gặp mặt là cô Như. Mỗi mình tôi tới Las Vegas trước vài ngày, mỗi lần trước tôi lỡ chuyến nên được ưu ái chăng. Vợ chồng hai En đưa tôi đi hầu hết những thắng cảnh nơi đây, từ Hoover Dam tới Grand Canyon rồi Red Rock. Tôi cứ như chú dế mèn phiêu lưu, ngẩn ngơ ngắm cảnh sắc dọc đường. Quá tuyệt vời với những món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Đâu đó là những công trình đáng ngưỡng mộ do sức sáng tạo và thông minh của con người. Độc địa nhất là vợ chồng hai En này còn đưa tôi tới những phần lớn những sòng bài nổi tiếng nơi đây. May mắn thay, trời thương, tôi không có máu đỏ đen, chứ không có lẽ cũng mất xác không biết đường về nhà. Đúng lúc nàng Quyên bay tới cứu bộ. Thế là tụi tôi chu du tới Bắc Cali. Nơi đây bạn bè, các anh chị của vợ chồng hai En nồng nhiệt đón tiếp, không quản ngại bỏ thời gian công sức, rất chu đáo đưa tụi tôi đi xem thắng cảnh nổi tiếng đặc thù mà bất cứ du khách nào đặt chân đến đều muốn được nhìn ngắm. Sự hiếu khách thì vô tận, nhưng thời gian thì hạn chế, mọi thứ đều phôi phai theo thời gian, nhưng tình thân còn đọng mãi. Cảm động lắm, vợ chồng Phi Yến ơi. Yến, cô hàng xóm của tôi, gần 50 năm mới gặp lại. Tôi nhận ra ngay, vì làm sao quên được nụ cười rất có duyên của bạn. Đã huy động cả cô con gái dễ thương phụ bố mẹ đón khách. Thức ăn món nào cũng ngon. Lúc đó tôi ước gì bao tử thật to, ăn nhiều để vài ngày sau nữa khỏi ăn. Tôi cũng tranh thủ thời gian này gặp anh Hoàng, bạn của ông anh. Các bạn tiếu tiết khi gặp lại người quen cũ, Võ Mỹ Vân. Tôi đã gặp vài năm trước khi Vân có dịp ghé qua nơi tôi ở. Các bạn xì xào, Mỹ Vân vẫn đẹp như hồi nào. Tôi chêm vô, đã hơn 40 năm Vân không cao hơn tí nào cả. Chưa hết, trước khi chia tay, chúng tôi xuống Nam Cali, vùng Lý Đô Sài Gòn, thủ phủ của người Việt ở hải ngoại. Những ngày cận Tết nhộn nhịp, rộn ràng làm sao. Tôi bâng khuâng nhớ tới những ngày Tết đã thật xa, còn chăng chỉ là ký ức. Lòng tôi nghẹn lại bởi hình ảnh của mẹ mình năm xưa. Có những người bạn mà thời học chung chẳng bao giờ mình phân tích kỹ xem mắt, mũi, miệng ra sao. Bây giờ gặp lại vẫn nhận ra ngay, nhưng với một khám phá mới. Đó là trường hợp của bạn En thì thầm với tôi, bạn đẹp ha. Cô bạn này tôi biết cả mấy chị em thời học tiểu học Quán Lợi. Tất cả mảnh mai, dễ thương, có nét. Với tôi bạc trội nhất, nên không ngạc nhiên với cảm nhận của En. Cuộc hội ngộ nào cũng phải chia tay, Quyên sẽ ở lại vài ngày. Một vài người bạn của vợ chồng hai En đưa tôi ra phi trường, En cùng đi, không biết vì ân tình hay sợ tôi đi lạc. Vợ chồng hai En lái xe trở lại Las Vegas sau. Cuối cùng Quyên cũng ôm tôi thật chặt. Bác này bị tôi tố khổ quá, người bạn cùng đường đi học mà gặp nhau hờ hững. Tôi hiểu Quyên mà. Mọi chuyến đi mang nặng nhiều tình cảm, khả năng cảm nhận thì có, mà khả năng diễn đạt lại vụng về. Loay hoay mãi, hai chữ cảm ơn có vẻ khách sáo, xa lạ, nhưng nếu im lặng lại là một thiếu sót. Thôi thì thay mặt các bạn, xin nhận những ân tình này như một món quà vô giá, không thể quên trong cuộc đời này. Xuân 2015.